Thì để rút ngắn thời gian á, nên cái video kia Tú để cho nó tua nhanh, nên các bạn thông cảm nha. Bây giờ máy 10 phép IGBT đã hoàn thành xong, cho máy mà máy đang mang tải 1.500W. Đây mình để cò bóp dưới chân đây, mình sẽ cho các bạn thấy cái nước này nó mặn đến mức nào. Thật sự là ở ngoài là nghe rất là điếc tai nha mọi người, nó nổ ghê lắm.